Có một câu chuyện hết sức là đau lòng xảy ra ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Hai anh em ruột quan hệ đều đẻ ra một đứa con chung. Em bé gái thì bị cận huyết thống tội nghiệp, đến nay đã hơn một tuổi. Cuộc sống dịu kỳ và thông tin câu chuyện này như một lời cảnh báo để ở những bản làng, vùng cao không có thêm những câu chuyện buồn như thế này lặp lại. Đây là Hát, đã có con chung với anh trai ruột của mình. Xin phép được làm hình ảnh của hai mẹ con. Ngày mang bầu, Hát chỉ mới 15 tuổi. Cha đứa bé và cũng là anh ruột của Hát, khi đó 18 tuổi. Từ khi mang bầu được 5 tháng, thì vụ việc của hai anh em Hát và Ca có con chung bị phát hiện. Lo sợ nên anh trai của Hát vào trong các tỉnh phía Nam trốn tránh. Nhưng sau đó trong quá trình điều tra, công an địa phương đã dẫn giải Ca về địa phương để xét nghiệm ADN và phục vụ công tác điều tra. Ca sau đó thì cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình khi đã thực hiện hành vi giao cấu với em ruột của mình. Rất là tội nghiệp. Anh trai của Hát sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật. Nhưng sống ở giữa vùng núi cao này, có mấy ai hiểu được nỗi đau của người cha, người mẹ của hai anh em Hát và Ca khi đứa cháu của mình vừa là cháu nội và cũng vừa là cháu ngoại. Đau đớn, tủi hổ là những gì đang đè nén, bắp chặt trong căn nhà này. Bởi vì Hát vẫn còn quá trẻ, và bé gái cộng huyết thống này sẽ không biết tương lai của em ra sao. Nỗi đau cứ thế là chồng chất theo nỗi đau. Là cháu ông được bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Bao nhiêu tháng tuổi rồi? Cháu cháu á. Hơn một năm rồi. Ghi nguyện để gặp bệnh kia. Nhưng bữa nay con mình sẽ tòa án xét xử đó mà ông có biết không? Dạ, có không xuống à? Không có kia xuống, không có y khe nữa, không già cả. Ủa hai cái đâu hai người ghe hai thứ bảy cái xe vui cái xe anh tiếc với cao với ông có khai xe một bé con chú đây là được bao nhiêu tuổi rồi bé con đó bé không mình cũng bảy 17 hả còn người con trai kia là năm nay bao nhiêu 18 dạ lúc trước là bé của con là lúc 16 tuổi đúng không không đi học không có nghỉ học rồi bỏ học rồi nên không có bị gì học tao không nhỏ gặp họ được học là lúc đó là đang học có được nghỉ à đang học lớp mấy lớp 10 đang học lớp 10 một đứa lớp 10 mới làm đương xây nhà mới đây hả chú mới làm nhớ sẵn rồi bình thường của bà nhà làm cái gì chứ làm keo không
có làm rẫy keo không? Ở nhà làm rẫy, nhưng làm ủa mà hôm bữa chú nghe cái thông tin mà con trai chú mà lấy em ruột của mình rồi đẻ ra đứa con là chú bực mình không? Sao bực không? Sao không bực? À, lúc đó nghe sao bực không? Cũng khó nhoi, gặp thảo rồi gặp thảo ra qua cũng không biết sao. Cũng con trai mình sao ngày hãy ơi gặp là xưa chưa thôi. Mà một đây như này ưng đây trong nhà cứ đây. Ông già không khám nữa, sau này già dư cáo thôi, nhóm mẹ ông bà quanh đi đâu người chồng thì nghĩa là bây giờ là sau khi cái việc nó xảy ra là người cha giống như bác là không có quan tâm tới chuyện con trai đó nữa, ừ. Đi đâu đi, ừ. Mình chỉ nuôi đứa cháu thôi, ừ. Mới lo cho con gái mình, ừ. Bữa ăn no mừng theo cũng không khó mua thuốc mua mấy cái gì đi. Dạ. Nó đau nhất đó. Nó đau như nó đi rồi, được đi hơn một năm. Là bé con, bé cháu là đau miết hả? Ừ. Đau sâu? Đau thốt. Đau sâu miết hả? Cần huyết á, ừ. Anh em ruột với nhau, mới lấy nhau ra sinh ra em bé thì cần huyết á. Là bị đau ốm hoài á. Con cho đừng từ anh nhau cũng không biết cho rồi cách sao. Dưới hang dưới cỡ hiệu sao anh biết cả lời nữa khi mà hai anh em đó là tập khoa luôn với nhau làm cha là cũng buồn đúng không? Có buồn chứ không buồn. Dạ. Rồi bây giờ con trai bớt đi đâu rồi? Bây giờ con ăn còn ở dưới nữa. À con ăn bát dưới, ừ. Rồi như hôm nay là như xét xử tòa xét xử đúng không? Ừ. Ngân ăn tay xuống cứng làm tay xuống cứng bé xuống bé xuống trước rồi mà không ăn đi nữa thì xe mới à có bị bé xuống luôn à bé xuống rồi bé không đi luôn đi lần đâu á xuống lần đâu còn ngán rồi à từ xa cũng báo rồi cũng ra cả cũng được được chưa? Ăn cho em sợ chưa này quên ăn chưa một chưa ở nhà mới đi ba cơm anh nhúi làm đói rừng nào anh làm rẫy đó là đói thì lúc nào là ăn được đó. Thank you.